Mỹ ở cả hai lượt trận thì họ đang đứng trước ngưỡng có thể sẽ là đội bóng duy nhất ở mùa giải năm nay trong 8 đội bóng tham gia vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Bảng A thì đã hoàn thành và đội bóng nhiều điểm nhất, hai đội bóng cũng cùng điểm với nhau với 7 điểm mà thôi. Cơ hội dành cho các cầu thủ Thiên FC. Bóng đã pha thoát xuống của cầu thủ Ba Chéo số 27. Tình huống của chân số đông. Có cầu thủ giữ sóng. Cú đá phạt của Thành Quý rất nguy hiểm. Bóng chạy ra. Ý tưởng rất táo bạo của số 10 Thành Quý. Đánh đầu. Đó là pha bóng của Hồng Sĩ. Rất nguy hiểm, Hồng Sĩ cơ bóng. Hai pha bóng liên tiếp. Trận đấu vẫn tiếp tục. Thành Quý cho kê cơ bóng. Tình huống tấn công nguy hiểm của các cầu thủ áo xanh. Đó lại là một tình huống đưa bóng chạch ra. Rất nhiều giải pháp cho tình huống vừa rồi của anh em Ba Lạc đến từ số 14 Lão Tướng Thái Văn Cường. Lỗ rồi. Đó là pha đánh chặn mạnh mẽ dành cho tiền vệ trung tâm đội trưởng Võ Quốc Phong. Một tiền vệ có thể hình hô hấp sẽ là một trong những vị trí đánh chặn lý tưởng cho đường truyền bóng bổng. Cơ hội Thành Quý. Tiếc là đã bị bắt lỗi về vị của số 10. Tình huống của Lê Hoàng Hùng, nhưng thật tiếc sau đó pha xử lý của anh cũng đã không thành. Câu trả lời của Xuân Đông và TNFC. Vẫn còn là Xuân Đông. Nguy hiểm, không vào. Nhưng bóng bật ra, nhưng bóng bật ra đã giúp cho thế trận của chúng ta có bàn thắng. Tình huống bóng bập vào cô dọc và bật ra. Sau đó thì cầu thủ Ba Chéo số 10 của các cầu thủ Thiên FC, tiền đạo Lão Tướng Hoàng Đại băng vào dứt điểm. Thật tiếc cho cầu thủ anh em Ba Lạc. Duy ghi bàn của tiền đạo Lão Tướng số 10 Hoàng Đại trong mùa giải năm nay. Rất nguy hiểm. Một pha đá vạt để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cú đá vạt của cầu thủ Ba Chéo số 13 Phan Ngọc Huy và chạm vào một cầu thủ ở phía trong khiến cho bóng đổi hướng. Tỷ số cân bằng là 1-1. Cú Phong
Lỗi rồi, tiếp tục sẽ có một quả đá phạt nữa của ca thủ anh em An Lạc. Ca thủ anh em An Lạc họ đã làm nên chuyện ở trong một tình huống đá phạt. Khán giả Hà Trân nhớ đừng quên chia sẻ để giúp cho anh em truyền thông có được sự ủng hộ cổ vũ đông đảo của các khán giả, đặc biệt là các khán giả của lão tướng O45. Hậu sĩ cơ bao và xoay người dứt điểm của số 16 hậu sĩ. Đó là một cú xoay người dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng vượt xa. Hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Pha bóng mà cầu thủ anh em An Lạc đã cố gắng để phá bóng ra. Làm gì nào? Đó là đằng khóa, nguy hiểm. Đó là một tình huống vào bóng rất mạnh mẽ của số 4 Lê Hoàng Hùng. Tất nhiên sẽ là một chiếc thẻ vàng được chuẩn bị sẵn rồi. Bóng ở ngay phía ngoài vòng cấm. Chúng ta cùng chờ xem một tình huống sửa bóng. Tuyệt là bóng đá chạy ra. Dương Quyền, đội trưởng Dương Văn Tèo, lão tướng là Thành Lâm nhịp nhàng. Còn đây là Huỳnh Công Danh và chuyển cảnh rất tốt, đánh đầu chuyền bóng của hậu sĩ. Đưa chuyền quý ớt không vào và cắt bóng rất mình của Vàng Ngọc Huy. Một tình huống cắt bóng mà số 13 Vàng Ngọc Huy của anh em An Lạc chắc chắn khiến cho anh em phải giật mình thoăn thoắt. Đầu chuyền vào, bây giờ là 2-1 cho các thủ tiền FC. Và đó là Hồng Sĩ, cầu thủ mang treo số 16 của tiền FC đã có một quả trống mênh mông. Và tại giải bóng đá O45 cho các lão tướng sân bóng đá Bình Thành và vòng chung kết sẽ đá tại sân bóng đá Công an Đại Phú. Chúng tôi trân trọng cảm ơn những nhà tài trợ ở mùa giải này và đặc biệt là nhà tài trợ chính tập đoàn Trần Doãn Group, các nhà đồng tài trợ là phòng trà Amazin Mỹ Tho, công ty tổ chức sự kiện thể thao DD Sport. Lộ rồi. Lê Thành Tài, tuyến hai vẫn còn. Luciano đang là chân sút di chuyển ở rất nhiều biên độ. Hãy cẩn trọng, lại có chiếc thẻ nữa. Những đội bóng phải nhận thẻ và như vậy có vẻ như là không có thẻ. Nhưng nếu như những chấn thương ở thời điểm này cho các vị trí chủ chốt bên phía cao thủ tiền FC sẽ không phải là một điều. Tiền FC và cả các thủ anh em An Lạc sẽ có những sự thay đổi người. Thay người tiền ra. Đá phạt lên. Cầu thủ Martial số 27 của Tiền FC được rút ra. Và cầu thủ Martial số 15 của anh em An Lạc sẽ được rút ra. Cầu thủ Martial số 27 của Tiền FC đó là Trần Xuân Đông. Giờ dần để nhiều vị trí cho cầu thủ Martial số 12 Nguyễn Hồng Hoàng. Thành Quý, những phút vừa qua Thành Quý đã bị lợi thế tấn công. Quá tiếc, nhưng sẽ có quả đá phạt cho cầu thủ của anh em An Lạc.
Nhưng cũng phải công bằng là ở trong những phút vừa qua, khả năng đưa bóng lên tuyến trên của hàng tiền vệ bên phía các thủ anh em ăn làm vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thành Phong nguy hiểm, bóng vừa xa, một tình huống xoay người dứt điểm bất ngờ của cầu thủ ba treo số 19, cầu thủ chạy cánh trái bên phía TNFC. Chỉ cánh trái Trung Hiếu, hợp lý, được chuyền vào Luân Siro, cú đá rất căng của số 7. Trước khi vào sân thì lão tướng Trần Minh Đông đã khẳng định với các cổ động viên cà khịa phía ngoài rằng là anh vào sân sẽ lấy 3 điểm. Và tất nhiên lúc này anh em An Lạc vẫn đang có kết quả là dẫn trước 2-1. Nhưng hãy cùng chờ xem bốn lão tướng Thái Văn Cường bên phía các thủ tiền xử lý của các thủ anh em An Lạc. Chuyền tay của Trần Minh Đông, dứt điểm từ xa, bóng chạm ra ngang, một cú đá có sự thoải mái rất cao của lão tướng Mai Hữu Nghĩa. Rất may là sang ngang đã cứu thua cho các thủ anh em là. Và tình hình bây giờ thì thấy trận sức ép đã được giải phóng cho các thủ áo xanh. Trung Hiếu, Hồng Hoàng, và chuyền gánh bổng của lão tướng Mai Hữu Nghĩa vẫn đến được vị trí của lão tướng thần tài Luân Siro. Luân Siro, cú đá của Luân Siro đội trưởng Dương Văn Tèo trả bóng về rất an toàn. Nhưng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để kép lại trận đấu quyết định của vòng bán kết giữa anh em An Lạc và TNFC. Thật tiếc khi có quyền tự quyết, nhưng các thủ anh em An Lạc đã không thể tự quyết được và phải chia tay giải đấu một cách tiếc nuối. Bánh đĩa Thành Lập cũng đã thở phào nhẹ nhõm, họ đã hoàn thành xong trận đấu và phải chờ kết quả trận đấu này. Và mọi thứ hoàn hảo, bảng B sẽ là TNFC nhất bảng với 9 điểm và các thủ Bánh đĩa Thành Lập 4 điểm hơn điều số trước các thủ anh em An Lạc vào chơi trận cầu bán kết vào chủ nhật tới đây. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vòng chung kết bán kết chung kết của giải bóng đá Trần Doãn O45 2024 tại sân bóng đá công an thành phố. Như vậy là các lượt trận vòng bảng tại sân bóng đá Bình Thạnh cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, hẹn gặp lại và xin mời đội trưởng của các cầu thủ TNFC số 26 lão tướng Dương Văn Tèo di chuyển đến phía trước khi là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu để nhận phần thưởng đến từ nhà tài trợ khăn lạnh Nano và bánh bía Thành Lập. Xin mời anh và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau đây vào ngày mai và những ngày còn lại trong cuối tuần để gặp lại tại O45 Trần Doãn. Xin chào và hẹn gặp lại.